Kết nước Mỹ nửa vòng trái đất, tập đoàn VinGroup đã vượt qua mọi lời dự đoán, hoài nghi để làm nên những điều kỳ diệu với hệ thống nghỉ dưỡng Vinpearl trải dài khắp Việt Nam. Nhìn lại cuộc đời Donald Trump, chúng ta có thể nhận ra nhiều sự tương đồng trong chiến lược đầu tư bất động sản của vị tỷ phú này và tập đoàn VinGroup. Vậy sự tương đồng đó là gì? Đầu những năm 2000, khi tiềm lực tài chính của Technocom tại Ukraine không ngừng lớn mạnh, Chủ tịch Phạm Nhật Vượng đã quyết định chuyển hướng đầu tư về Việt Nam để góp phần xây dựng quê hương và ông chọn đảo Hòn Tre, Nha Trang. Đảo Hòn Tre có vị trí đẹp, khí hậu ôn hòa, song việc quyết định đầu tư vào lúc đó rất mạo hiểm vì nơi đây hoàn toàn hoang vu, trống trải, không người và không hề có nước ngọt. Nhưng với tầm nhìn lớn, VinGroup đã xây dựng 3 khách sạn cao cấp, tính đến nay đã có hơn 2.000 phòng tiêu chuẩn 5 sao quốc tế và gần 1.000 các biệt thự biển triệu đô trong một hệ thống sinh thái giải trí hàng đầu Việt Nam. Cũng giống như Nha Trang, Phú Quốc được đầu tư 1 tỷ đô la Mỹ để kiến tạo nên tổ hợp 4 khu nghỉ dưỡng liền sát nhau, chung tay xây dựng hạ tầng giao thông chung của đảo như mở rộng nhà ga sân bay, xây dựng cảng biển nước sâu để đón những đoàn tàu du lịch quốc tế, từ đó mang tới sự khởi sắc thần kỳ cho một hòn đảo tận cùng Tổ quốc. Với hàng trăm ngàn lượt khách du lịch mỗi năm, tại thời điểm này ít ai còn nhận ra một Hòn Tre khô cằn hay một Phú Quốc hoang vu trước kia nữa. Lựa chọn những địa điểm cảnh quan thiên nhiên tuyệt vời được xếp hạng để đảm bảo gia tăng giá trị biệt thự trong tương lai, cũng như đảm bảo nguồn khách du lịch luôn luôn ổn định, mang tới lợi nhuận tương đối cao. Liên tục trong nhiều năm, công suất phòng tại Vinpearl Phú Quốc và Nha Trang luôn ở mức từ 95 đến 100%. Trong 6 chữ vàng là kim chỉ nam lập nghiệp và trưởng thành, tính tâm, trí tốc, tình nhân. VinGroup luôn nỗ lực để thấu hiểu khách hàng, tôn trọng khách hàng, mong muốn xây dựng mối quan hệ tin tưởng nhau tuyệt đối bằng chữ tín, với cam kết tiến độ từ xây dựng cho tới bàn giao luôn đúng thời hạn hoặc trước thời hạn. Vinpearl Phú Quốc và Vinpearl Nha Trang là minh chứng rõ nhất khi cả hai đều hoàn thiện bàn giao trước thời hạn. Nhằm đảm bảo các công trình trọng điểm phát triển mang tầm vóc quốc tế, tạo lập dấu ấn tiêu biểu cho hình ảnh Việt Nam hiện đại và hội nhập, đồng thời đây cũng là cách tự quảng cáo chính mình và thuyết phục khách hàng. Năm 2015, tập đoàn VinGroup đã tiến hành ký kết thỏa thuận đối tác chiến lược với 8 tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực tổng thầu thiết kế: Atkins Anh, Gessler Mỹ, Adidas Mỹ, cơ điện phòng cháy chữa cháy Oregon Australia, Arup Mỹ, tư vấn giám sát quản lý dự án Mace Anh, Atalia Pháp, Menhash Australia. Toàn bộ các dự án biệt thự biển Condotel Vinpearl Resort and Villa đều được thiết kế, quy hoạch bởi những thương hiệu hàng đầu thế giới như EDSA, FSC của Mỹ. Tất cả các căn biệt thự được cam kết đảm bảo tiêu chuẩn 5 sao trọn đời nhờ bảo trì, bảo dưỡng định kỳ và bạn hoàn toàn không phải chi trả cho các khoản chi phí này. Những khu nghỉ dưỡng Vinpearl sang trọng chính là hình ảnh quảng cáo đắt giá nhất để mang tới niềm tự hào ghi dấu du lịch Việt Nam lên bản đồ những điểm đến hấp dẫn nhất thế giới. Câu chuyện đầu tư khách sạn Commodore Hyatt đã chỉ ra rằng một người bình thường chỉ nhìn thấy một tòa nhà 20 tầng. Một nhà đầu tư sừng sỏ hơn có thể nghĩ đến việc mua lại 7 lô đất xung quanh để tăng quy mô dự án, xây tòa nhà cao hơn 40 tầng, nhưng chắc chắn sẽ phải đối mặt với việc giá đất bị đẩy lên rất cao. Trump nhìn thấy một tòa nhà 72 tầng, nhưng cao như một tòa nhà 90 tầng và chọn mua quyền sở hữu không gian của 7 khu đất xung quanh. Nhìn xét câu chuyện của hòn đảo Hòn Tre tại thời điểm đó, với một người bình thường sẽ chọn phát triển theo mô hình sinh thái nhằm khai thác tối đa điều kiện tự nhiên, ít rủi ro, ít tốn vốn. Song tập đoàn VinGroup lại đi xa hơn, nghĩ lớn hơn khi chọn đầu tư một quần thể nghỉ dưỡng đa dạng gồm sân golf, club, spa, khu vui chơi giải trí Vinpearland, bệnh viện quốc tế VinMec. Để có thể phát triển lớn mạnh, giữ vững vị thế tiên phong như hiện nay, bên cạnh việc mang đến những sản phẩm bất động sản đẳng cấp, chất lượng, tập đoàn VinGroup luôn đưa ra cam kết lợi nhuận rõ ràng 10% một năm. Và đây là con số khả thi đã được chứng minh bằng thực tế kinh doanh và lịch sử lợi nhuận vận hành Vinpearl nhiều năm qua.
công suất phòng luôn đạt từ 90 đến 100%, chứ không phải là một con số lợi nhuận phỏng đoán được tính toán trên giấy. Nỗ lực hiểu và phục vụ khách hàng đã giúp những nhà đầu tư an tâm tuyệt đối để tận hưởng cuộc sống cá nhân, giao lại toàn bộ việc vận hành quản lý cho thuê cho Viber. Việc duy nhất nhà đầu tư cần làm đó là kiểm tra tin nhắn báo biến động số dư, chia sẻ lợi nhuận 6 tháng một lần. Đặc biệt, khoản thu nhập này được phép kế thừa qua nhiều thế hệ. Khoản đầu tư của bạn không chỉ được đảm bảo giá trị bằng bất động sản gia tăng giá trị không ngừng theo sự phát triển của du lịch Việt Nam, mà còn là một của hồi môn vô giá, một của để dành không chỉ cho con cháu mà còn nhiều thế hệ mai sau. Chúng tôi gọi đây là giải pháp đầu tư tài chính thảnh thời, trọn đời thư thái. Là Mỹ hay Việt Nam, là Donald Trump hay tập đoàn Vingroup. Cho đến nay, đầu tư bất động sản vẫn chỉ đơn giản là câu chuyện nghĩ lớn để thành công, táo bạo để thu về chiến thắng.